Sang ngày hôm nay thì Hà Nội vẫn sẽ tiếp tục bị ô nhiễm không khí khi mà sương mù thì vẫn còn bao phủ quanh thành phố và ngăn cho khói bụi thoát vào bầu khí quyển. Như quý vị có thể thấy thì đến trưa rồi mà nhiều nơi ở Hà Nội thì trời vẫn mờ sương như thế này. Vì thế mà nồng độ bụi mịn đo được ở nhiều trạm thì đã vượt mức 151, tức là tương đương với mức gây hại xấu cho sức khỏe của chúng ta. Thậm chí là ở nhiều trạm thì nồng độ bụi mịn còn ở mức rất xấu, là trên 200, tức là mức màu tím như thế này, như quý vị có thể thấy ở trên bản đồ. Tình trạng ô nhiễm không khí thì sẽ còn duy trì trong cả ngày hôm nay. Để có thể tránh hít phải bụi mịn thì quý vị nên hạn chế các hoạt động ở ngoài trời như là chạy bộ, đạp xe hay là vui chơi gần những nơi mà có nhiều phương tiện đi lại hay là các công trình xây dựng. Còn về thời tiết trong chiều nay ở Hà Nội thì dự báo là trời vẫn sẽ có nắng ấm và nhiệt độ lên cao nhất trong ngày khoảng 28 độ. Khả năng là sau 10 giờ đêm thì trời sẽ chuyển lạnh khi mà nhiệt độ hạ xuống còn khoảng 23 độ. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh thì dự báo là trời sẽ có nắng đến khoảng 2 giờ chiều nay. Không khí thì thoáng đãng với gió thổi đều đặn và nhiệt độ thì không quá 31 độ. Còn sau 2 giờ chiều thì mây dông sẽ phát triển và gây mưa. Cục bộ sẽ có điểm mưa to, tiềm ẩn với gió giật và sấm sét đi kèm. Còn bây giờ xin mời tiếp tục Chuyển động 24 giờ.